Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài phúc âm hôm nay nói về sự bình an. Nhưng sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không giống như thế gian ban tặng. Sự bình an đó là gì? Và làm thế nào để có được sự bình an mà Chúa hứa ban? Trước hết, bình an bắt đầu từ trong lòng rồi mới tràn ra ngoài. Khi tâm hồn bất an thì mọi thứ của cải, mọi thứ giải trí cũng chẳng thể làm gì chúng ta vui, vì nó luôn luôn đặt ra cho chúng ta những nghi ngại và bất ổn. Song khi tâm hồn bình thản, chúng ta sẽ nhìn ra những điều tích cực để vui sống, ngay khi hoàn cảnh không như mình mong muốn. Ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có ít nhất hai từ nói về ý niệm này, đó là bình an và hòa bình. Bình an chỉ trạng thái của tâm hồn phẳng lặng, êm đềm. Còn hòa bình chỉ sự hòa giải giữa người với người, gia đình này với gia đình kia, quốc gia này với quốc gia nọ. Chỉ khi nào con người có được bình an trong tâm hồn thì mới mong có sự hòa bình với người khác. Bao lâu tâm hồn còn nuôi thù hận, sống để bụng chết mang theo, dù rằng vẫn im hơi lặng tiếng, không cãi cọ, không ẩu đả, nhưng vẫn để bụng, vẫn thành kiến, vẫn dửng dưng hay lạnh nhạt, thì bình an chỉ là giả tạo, hòa bình chỉ là che mắt thế gian. Như vậy, kẻ thù của bình an chính là tội lỗi. Thánh Kinh dạy rằng, kẻ ác không bao giờ được ngơi nghỉ cả. Kẻ ác có nghĩa là người còn để tội lỗi ngự trị trong lòng thì không bao giờ có niềm vui và bình an. Một lỗi lầm dù nhỏ bé của chúng ta với người cùng chung sống, như một lời nói điêu ngoa hay châm chọc, một cử chỉ thiếu bác ái hay thiếu tế nhị, cũng đủ làm cho ta phải cắn rứt, phải sống trong bất an rồi. Bình an hay hòa bình là một quá trình xây dựng không ngơi nghỉ, không ngừng đòi hỏi hy sinh và nỗ lực ngay trong chính nội tâm của mỗi người. Thế giới không còn chiến tranh lạnh, nhưng khí giới vẫn không ngừng được sản xuất và xuất khẩu. Tiếng súng đã vơi đi, nhưng bầu khí nghi kỵ vẫn còn sôi sục, và nhất là nó lại được nuôi dưỡng bằng lòng tham của con người. Bao lâu trong tay con người còn khí giới, bao lâu tâm hồn con người còn ích kỷ, thì ngòi chiến tranh vẫn còn đó. Cội rễ của chiến tranh là ích kỷ, là tham lam, là ghen ghét. Và bao lâu con người còn để những khuynh hướng xấu ấy chế ngự,
thì con người vẫn còn bị lôi cuốn vào tranh chấp. Tôi xin được kết thúc bằng một câu chuyện để chúng ta hiểu được thế nào là tạo được sự bình an trong tâm hồn. Robert Vicento là một trong những vận động viên xuất sắc của Argentina. Ngày nọ, sau một trận thắng, anh được thưởng một tấm ngân phiếu. Nhưng trên đường ra bãi đậu xe, anh bị một thiếu phụ chặn lại, rồi kể lể về tình trạng nguy ngập của đứa con chị trong bệnh viện. Động lòng thương cảm, anh đã cầm bút ký vào tấm ngân phiếu rồi trao cho chị. Một tuần sau, anh đang ngồi ở câu lạc bộ thì một người bạn cho anh biết người thiếu phụ hôm trước chỉ là lừa gạt. Vì trong tuần qua, không có một đứa trẻ nào hấp hối trong bệnh viện cả. Vận động viên này bình thản hỏi lại. Anh bảo là không hề có một đứa bé nào hấp hối trong bệnh viện tuần qua phải không? Đúng thế, anh ta liền nói. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được trong tuần này. Vâng, tuần trước anh vui vì thắng giải và được thưởng. Còn tuần này, anh rất vui là vì không có đứa trẻ nào hấp hối. Và đó là sự bình an.